Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê, chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình mà ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu trở lại Cana miền Galilê, nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Có sĩ quan cận vệ của nhà vua và ông có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Ông đến xin Chúa Giêsu xuống nhà ông để chữa bệnh cho con ông vì nó sắp chết. Chúa Giêsu đáp lại với cung giọng thật buồn: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông chẳng tin đâu. Ông sĩ quan lại lặp lại đúc một câu với giọng khẩn thiết hơn: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Chúa Giêsu đáp: ông cứ về đi, con ông sống. Khi viên sĩ quan chưa về tới nhà đã có gia nhân báo con ông sống rồi. Ông muốn kiểm tra lại xem có đúng là phép lạ do Chúa Giêsu làm không. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Và người cha nhận ra là đúng vào giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta phải để ý trong tin mừng Gioan, các chữ này đều rất đặc biệt và quan trọng. Các chữ đó là giờ, dấu lạ, tin. Cả ba từ này đều xuất hiện trong bài tin mừng hôm nay. Tin mừng Gioan không bao giờ nói là phép lạ, nhưng luôn nói về dấu lạ, nghĩa là dấu chỉ lạ lùng mà nhờ đó người được nhận lãnh đi đến tin vào Chúa Giêsu. Tiếp theo chúng ta để ý câu Kinh Thánh nói về suy nghĩ của người cha. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Giờ ở đây có nghĩa là giờ của Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ chữa khỏi bệnh, làm cho con của viên sĩ quan là con ông sống. Nhưng mà từ giờ này luôn luôn hàm ý nói đến giờ của Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Giờ đó cũng là lúc Chúa Giêsu cử hành dấu lạ vĩ đại nhất trong cái chết đổ máu để cho tất cả chúng ta được sống. Kính thưa anh chị em, hóa ra bài tin mừng hôm nay lại gợi nhắc cho chúng ta về mầu nhiệm thập giá vinh quang, đau khổ, cái chết và sự sống viên mãn phục sinh. Chúng ta như người con của vị sĩ quan kia, nếu Chúa Giêsu không đến, nếu Ngài không cứu, thì tất cả chúng ta sẽ chết. Đó không chỉ là cái chết về thể xác, nhưng là cái chết đời đời. Khi nhìn lên thập giá, chúng ta có nhận ra dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho tất cả chúng ta hay không?
Khi nhìn lên thập giá, chúng ta có tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta hay không? Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để mỗi lần chiêm ngắm thánh giá, chúng con nhận ra chỉ mình Chúa có thể cứu chúng con khỏi cái chết đời đời. Amen.